No, I didn't cry. Why? Where will you go now? This is puppy in my belt. Give it to daddy. The belt and the tool. Belt and Right. It's not your tool, it's daddy tool. Give it to daddy. Coi nè. No, the belt too, the belt. Get the belt. Give to daddy. Oh, okay. Em phải đứng lại để mommy qua đi get a shower. Đây. Đi xuống. Đâu đây? Careful. Don't walk. Go. Tao here. Yeah, you see the hole here? Okay, put it. Good job. Wait. Have to put it stand like this. Okay. Next one here. Over here. Like that, just that. Okay, put a plant in. Put a plant in here. Okay. Yeah, there. There, yeah. Okay. You mean this one? Yeah, you can get that one too. Okay. Hey. Okay. It's okay. Hold here. Hold here. Yay, candle. Put in here. Give it to mommy. Let me help you. Okay, put it dirty. Okay, get a plan. Okay, put in there. Yeah, here, the hole here. You forgot. Is it high for you? Okay. Got the next one here. Give me the shower here. Okay. Did we dig it? Thank you. David, put the plant in. Okay, I put the plant in here. I put the plant in here.
That's enough. Do we put a plane in? That's enough. This one. Wait. When you dig the hole. Okay, give me the hole. Give me your plan. Thank you. Oh. Wait, wait, wait here. Okay, let's put it in. Okay. You doing? Huh? Huh? What are you doing? Okay. It was a bubble. Okay. Okay, you can go back and walk. And get the bubble. Huh? Year ago. Wow. Đóng cửa lại. Close the door. Chưa kịp lao, cái này là dấu tay của David. Anh xã nhà anh đang tự làm cái đồ để mà dây chì cô chú anh chị. Bây giờ ảnh sẽ đem cái dây chì đó xuống qua bên kia cô chú anh chị. Vừa mới đi lấy mụn cưa về cho Nhi cô chú anh chị. Nói này ở trên đầu đường thôi. Lấy về xong rồi ảnh đi qua bên kia ảnh làm lại. Sau khi cho David đi ngủ thì cái này là cái bột mà để Nhi làm bánh pizza. Nhi đang ủ. Cái này Nhi đã nhồi trước khi mà cho David đi ngủ rồi. Bữa nay thì sẽ ăn bánh pizza cho bữa chiều. Trong thời gian bột ủ thì Nhi sẽ đi ra ngoài để tiếp tục rải ba cái mùng cưa cho cái dàn tỏi của chú anh chị. Nhi lẫn chưa làm xong, Nhi hy vọng là chiều nay Nhi sẽ làm xong. Giờ thì Nhi sẽ đi sấy đồ trước, rồi sau đó thì Nhi sẽ đi ra ngoài.
Bây giờ Nhi đang đi ra ngoài cô chú anh chị ơi. Thật ra thì cũng lạnh. Hiện tại Nhi nhập mặc mấy cái áo? 1, 2, 3 cái áo lận. Xong được khoảng một luống rưỡi thôi. Ngày mai thì Nhi sẽ làm tiếp. Bây giờ thì Nhi sẽ đi vô đánh thức David dậy, rồi đi qua bên kia coi thử ba đang làm cái gì. Chủ đích là muốn cho David đi ra khỏi nhà, kiểu như là tới giờ ảnh coi video đó. Nhưng mà Nhi không muốn cho ảnh coi nhiều, nên là phải cho ảnh đi ra ngoài bên kia coi ba làm gì. Sẵn Nhi qua cho cô chú anh chị xem luôn. Xin dạ. Dạ. Con. Con. Xin chào. Xin chào. Ông bà. Cô chú. Cô chú. Mà cô chú ơi. Chị ơi. Đi. Đi. Dạo. Dạo. Giới. Giới. Con. Con. Ngang. Ngang. Mày giỏi. Ta bỏ tay vô trong cái túi. Ta lạnh nên ta bỏ tay vô túi. Bữa nay người ta đổi nón cao bồi nữa. Nón cao bồi này là của người ta, của ba người ta đó. Hôm qua hôm kia người ta đi lên trên chỗ cái kho để đồ, cái người ta thấy cái nón cao bồi, cái người ta lấy, người ta đổi tới giờ luôn cô chú anh chị. How hard can you go bang bang? You can bang that close as hard as you want. That's not like the drywall in the house. Yeah. You can do it out here and make you help you get warm. Snow to the tomorrow, early tomorrow day. Okay. At 2:00. We'll see. Yeah. In Tennessee, it changes every 15 minutes. Hey. Ơi. Dạ. Okay. I'm not talking to you. I'm talking to David. Anyways, you ask me about. Huh? Why you always ask me? See how you say it. What do you say, baby? You can use a hammer to bang, bang, bang. Don't bang your face. Hey. What's wrong? Again. You got some soil there. Ready? Ready? Put your both hands on there. Now push down. Push. Harder, harder. Harder. All I can see there is hat. Harder. All I can see is your hat. More, not yet. More. There we go. Now pull it out. Look at that. Now we have the dirt. Hey, put the dirt in. Put the dirt in the bag here. Like this. It's all stuck up in there. We wait at 5:30, is that okay? Đi về với thầy. Đi về. Will you stay here or go back, David? We're gonna stay here, go back. You wanna stay here or go back?
What about what we say about BLI? You want to stay here? You go back to the house. Why is all messed up? Huh? Nhi cho David ở lại với ba cô chú anh chị. Để ảnh đi lấy mẫu đất để mà đi đi coi thử cái độ pH với lại nói chung là cái chất dinh dưỡng trong đất á nó như thế nào. Đi thử ở ngoài thị trấn á. À, nãy giờ thì Nhi có quay cho cô chú anh chị là ảnh làm ba cái dây chì ảnh căng cho mấy cái cột lại với nhau á. Để sau này sau khi mà ảnh làm cái hàng rào á kéo á thì mấy cái cột nó sẽ không có bị ngã nghiêng. Bây giờ Nhi đang đi về nhà để nướng bánh pizza. Không biết là có nướng kịp hay không. Bây giờ là khoảng 4 giờ rưỡi hơn rồi. Mà cô chú anh chị thấy là âm u rồi ha. Sắp sửa tối. Mắc cỡ phải không? Tractor. Tractor work all night.